thức vận hành từ tháng 10 năm 2021, mã QR in trên sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông, ngoài việc hỗ trợ tốt trong việc quản lý hàng hóa, ổn định giá cả thị trường cho quý khách hàng, thì mã QR in trên sản phẩm còn đem đến nhiều quyền lợi cho bà con nông dân. Đặc biệt, từ niên vụ 2023-2024 này, mỗi hội viên câu lạc bộ nông dân Phú Nông PNF được hưởng thêm nhiều quyền lợi hấp dẫn. Chương trình tích điểm vàng rộn ràng du lịch tiếp tục kéo dài thời gian áp dụng, với 7 mức điểm tương ứng với 7 mức quà hấp dẫn đầy giá trị. Mức cơ bản, mỗi số điểm tích lũy là 1.200 điểm, bà con sẽ nhận được một phần quà trị giá 120.000 đồng. Mức 1, mỗi số điểm tích lũy là 2.200 điểm, bà con sẽ nhận được một phần quà trị giá 250.000 đồng. Mức 2, với số điểm tích lũy là 4.000 điểm, bà con sẽ nhận được phần quà trị giá 500.000 đồng. Mức 3, với số điểm tích lũy là 7.000 điểm, bà con sẽ nhận được phần quà trị giá 1 triệu đồng. Đặc biệt, từ mức 4 trở lên, phần quà là các chuyến du lịch vô cùng hấp dẫn. Mức 4, số điểm tích lũy là 13.000 điểm, phần quà là chuyến du lịch Phan Thiết. Mức 5, số điểm tích lũy là 25.000 điểm, phần quà là chuyến du lịch khám phá vương quốc Campuchia huyền bí. Mức 6, mỗi số điểm tích lũy là 50.000 điểm, phần quà sẽ là chuyến du lịch khám phá đất nước Thái Lan xinh đẹp. Bên cạnh đó, bà con nông dân còn được thụ hưởng thêm các chương trình tri ân dành riêng cho hội viên câu lạc bộ nông dân Phú Nông PNF khi mua hàng quét mã QR tích điểm, với các chương trình tư vấn bán hàng, hội thảo kỹ thuật, hội thảo nhỏ, hội thảo thương mại nông dân và hội thảo đầu bờ. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2024, khi nông dân mua hàng và tích điểm trong ngày tổ chức sự kiện sẽ nhận được thêm quyền lợi vô cùng hấp dẫn với 6 mức quà. Mức 1, tích đạt 100 điểm, phần quà là thẻ cào điện thoại trị giá 10.000 đồng. Mức 2, tích đạt 200 điểm, phần quà là thẻ cào điện thoại trị giá 20.000 đồng. Mức 3, tích đạt 300 điểm, phần quà sẽ là thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Mức 4, tích đạt 500 điểm, phần quà sẽ là thẻ cào điện thoại trị giá 100.000 đồng. Mức 5, tích đạt 1.000 điểm, phần quà là thẻ cào điện thoại trị giá 200.000 đồng. Mức 6, tích đạt 2.500 điểm, phần quà sẽ là thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Không những như vậy, chương trình quét thả ga nhận quà Tết bao la dành cho hội viên câu lạc bộ nông dân Phú Nông PNF mỗi dịp Tết đến xuân về cũng được duy trì thực hiện. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, mỗi hội viên câu lạc bộ nông dân Phú Nông PNF chỉ cần tích đủ 3.000 điểm sẽ nhận được một phần quà Tết tri ân ý nghĩa từ công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Bà con lưu ý, mỗi điểm tích lũy từ việc quét mã QR được quy đổi vào ngày 30 tháng 9 hàng năm. Trường hợp bà con không quy đổi thì số điểm sẽ được tự động bảo lưu nhưng không vượt quá 5 năm. Tài khoản của PNF đã đăng ký, nếu trong vòng 24 tháng liên tục không có tích điểm thì tài khoản đó sẽ bị khóa và điểm đã tích sẽ không được quy đổi. Mỗi mã QR sẽ có hạn sử dụng là 24 tháng. Qua thời gian trên, nếu không quét tích điểm thì mã QR sẽ không còn hiệu lực. Chương trình chỉ áp dụng cho quý hội viên nông dân PNF, không dành cho đại lý và nhân viên công ty. Quyền lợi của hội viên câu lạc bộ nông dân Phú Nông PNF thông qua mã QR không chỉ là sự công khai, minh bạch trong việc chi trả quyền lợi cho nông dân PNF mà còn là sự cam kết đầy uy tín của công ty Phú Nông dành cho bà con nông dân trong suốt hành trình phụng sự. Từ đó, càng thắt chặt thêm mối thâm tình, gắn kết giữa Phú Nông, đại lý, người nông dân, cùng nhau kiến tạo những vụ mùa bội thu. Phú Nông mang đến sự khác